Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Phúc trụ được bão nhưng có thể bị đổ sau bão. Giới thảo tin đang bàn tán xôn xao về số phận của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Số phận chính trị của ông Tô Lâm vẫn chưa được cứu vì ông chưa thể vào được tứ trụ. Hội nghị Trung ương lần thứ 6 được cho là thời điểm chín muồi để phế truất ông Phúc, nhưng rồi ông Tổng và ông Tô Lâm vẫn chưa thể làm được. Cũng có ý kiến cho rằng Hội nghị Trung ương 6 đến trong lúc ông Tổng chưa củng cố đủ hồ sơ để kỷ luật nhiều nhân vật lớn nên cuối cùng chỉ phế truất được Nguyễn Văn Thể. Vấn đề đấu đá vẫn còn kéo dài nhiều hội nghị trung ương nữa và vấn đề sai phạm của ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã rõ, nhưng không hiểu sao ông Tổng lại không thực hiện ngay trong hội nghị trung ương lần thứ 6 vừa qua. Vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu là hai vụ án rất lớn, thực tế cho thấy sai phạm trong chuyến bay giải cứu có liên quan đến ông Phạm Bình Minh. Ông Tổng mà khui mạnh vụ này thì thế nào ông Phạm Bình Minh cũng sẽ bị dính. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng làm gì cũng rất cẩn thận, khi chưa chắc chắn 100% thắng thì ông chưa làm. Những người từ bên trong nói như vậy. Cũng bởi vì tính đó mà tại kỳ họp Hội nghị Trung ương vừa qua, ông Trọng cũng chưa ra tay. Dân tình thì cho là ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Bình Minh thoát, nhưng giới thạo tin thì không cho rằng hai ông này thoát. Chẳng qua ông Nguyễn Phú Trọng đang cho chậm lại một bước để thực hiện việc phế truất cho chắc ăn hơn. Dù sao thì ông Tô Lâm cũng còn thời gian 3 năm để tranh đoạt chiếc ghế chủ tịch nước. Ông Nguyễn Phú Trọng đã vốn không thông báo công khai việc bắt bớ trong kỳ họp Hội nghị Trung ương. Mặc dù vậy, sau Hội nghị Trung ương thì ông lại cho Tô Lâm xua quân đi khắp nơi bắt người. Hàng loạt quan chức, cựu quan chức đã xa lưới pháp luật. Mặc dù Hội nghị Trung ương kết thúc chưa đầy 2 tuần, đã có một cựu ủy viên Trung ương Đảng phải vào lò. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam, ông Đại tướng Tô Lâm. Hội nghị Trung ương vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc trụ vững, xem như ông đứng vững trước bão. Tuy nhiên, đứng vững trong bão không có nghĩa là đứng vững sau bão. Cũng có những người ví von, bão nổi lên làm cả cây cổ thụ lung lay, dễ là mất liên kết với đất, nên sau bão đôi khi cây không sống nổi, mặc dù nó chưa bị chóc gốc trong bão. Và họ đã cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc đang rơi vào tình cảnh như thế. Với thời gian 3 năm nữa, ông Tổng, ông Tô Lâm cứ tìm cách đẩy ông Chủ tịch nước ra khỏi chiếc ghế thì thế nào sự nghiệp chính trị của ông Phúc cũng chọc gốc. Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định Ủy viên Bộ Chính trị 5 năm giữ một chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ là một tối hậu thư buộc ông Tô Lâm phải chạy đua với thời gian. Phải chạy đua thì nhiệm kỳ sau mới ở lại Bộ Chính trị tiếp tục vì ông Tô Lâm đã quá tuổi. Điều đang nói là chỉ có tứ trụ mới được hưởng suất đặc biệt là lại chiếc ghế sau 65 tuổi. Suất đặc biệt trước đây, ông Tổng Nguyễn Phú Trọng đã tự tạo ra cho bản thân ông và điều này cũng sẽ làm cho ai ở trong nhóm tứ trụ như quá tuổi cũng được hưởng lợi theo. Như vậy là những ai là ủy viên Bộ Chính trị có nguy cơ nghỉ hưu vì tuổi khi kết thúc nhiệm kỳ thì tìm cách này hay cách khác chen chân vào tứ trụ. Mặc dù vậy, vị trí tứ trụ là đỉnh cao nhất trong hình tháp quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam nên vào đấy không dễ gì đạt được. Ông Nguyễn Xuân Phúc đó là ủy viên Bộ Chính trị 3 nhiệm kỳ và đây là nhiệm kỳ thứ 2 ông Phúc ngồi ở tứ trụ. Nên dù trong Chủ tịch nước là có chân trụ yếu nhất thì cũng không dễ để đánh bật ông ra khỏi chiếc ghế này. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Truất phế một trụ giữa nhiệm kỳ là rất khó. Tuy nhiên, với sự liên minh giữa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là hoàn toàn có thể được. Việc ông Nguyễn Xuân Phúc trụ lại đến hết nhiệm kỳ xem ra là nhiệm vụ rất khó khăn đối với ông ta. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin những quyết định ngầm ở Hội nghị Trung ương 6 không ai biết, giờ phát tác. Tại Hội nghị Trung ương 6 vừa qua, nhiều người kỳ vọng rằng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ truất phế Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước, nhưng điều đó đã không xảy ra. Chỉ có Nguyễn Văn Thể là người bị cho thôi chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Nói chung, Hội nghị Trung ương vừa rồi không như kỳ vọng của nhiều người. Tuy vậy, việc Hội nghị Trung ương 6 kéo dài cho đến 7 ngày, điều đó cho thấy có rất nhiều quyết sách mà người dân không hề được biết. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Hội nghị Trung ương là kỳ họp của Trung ương Đảng, mục đích là ra quyết định những gì sẽ diễn ra vào kỳ họp Quốc hội sau đó và đồng thời cũng là đề ra những chính sách hành động cho Trung ương Đảng. Họp Hội nghị Trung ương được xem như là chuyện nội bộ của Đảng vậy. Họp Quốc hội là chuyện mà Đảng muốn cho dân thấy, cho nên không phải gì mà Trung ương quyết ở hội nghị thì cũng đều được đưa ra trước Quốc hội. Và người dân chỉ được quyền đứng xem mà thôi. Vừa rồi, kết thúc Hội nghị Trung ương 6 thì ông Nguyễn Phú Trọng đã cho thổi bùng những vụ bắt bớ kỷ luật tràn lan. Đấy là những quyết sách đã được bàn bạc nhưng dân không hề hay biết. Chỉ khi nào ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt người thì dân mới được biết đến đó mà thôi. Các nạn nhân mà ủy viên Trung ương Đảng đều cho biết số phận của họ trước nên nhiều người đã tranh thủ vơ vét trước khi bị tra tay vào cổng số 8. Trường hợp ông Trung Ngọc Anh là một ví dụ. Trước khi đưa tay vào còng, ông Trung Ngọc Anh đã vội ký quyết định bổ nhiệm. Những quyết định này được người dân gọi là bán ghế khẩn cấp. Ngay sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 6 vào ngày 15 tháng 10 vừa qua, tại kỳ họp cử tri chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội sau đó 5 ngày, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phán một câu xanh dờn rằng những vụ cách đây nhiều năm rất ghê gớm sẽ được đưa ra ánh sáng. Những câu nói chung như thế làm cho người dân hóng chờ và cũng làm cho nhiều quan chức lo sợ. Nhiều người dù không làm gì sai cũng sợ vì không biết ông Trọng sẽ cho bắt ai đây. Có người thì cho rằng khi họp Hội nghị Trung ương, ông Trọng đã quyết những nhiệm vụ bí mật và sau đó ông nói úp nói mở mà không hề nói rõ để cho các lực lượng trong tay của ông hành động. Đây là hình ảnh sau Hội nghị Trung ương lần thứ 6, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho bắt mạnh từ Bắc đến Nam. Việc ông Nguyễn Văn Thể phải rời chiếc ghế thì ai cũng biết và Quốc hội cũng đã quyết. Nhưng những ủy viên Trung ương Đảng nào sẽ bị bắt, những ủy viên Trung ương Đảng nào bị kỷ luật thì Quốc hội làm gì có quyền biết điều đó. Hiện nay ông Trọng có hai lực lượng để xử lý về mặt Đảng và một lực lượng để xử lý về mặt luật pháp. Hai lực lượng xử lý về mặt Đảng là Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Nội chính của Trung ương. Lực lượng xử lý về mặt luật pháp chính là Bộ Công an của Việt Nam. Thông thường khi Ban Nội chính kiểm tra phát hiện sai phạm thì Ủy ban Kiểm tra sẽ ra tay tiếp và lập nên kết luận và đề nghị mức án kỷ luật về mặt Đảng. Các quan chức sợ nhất là hai ban này chứ không phải là Bộ Công an, bởi khi Ủy viên Trung ương Đảng chưa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận sai phạm về mặt Đảng thì Bộ Công an không thể vào cuộc. Bộ Công an vào cuộc là dành những trường hợp nào quá nặng mà thôi. Sắp tới vụ Việt Á sẽ lại tiếp tục bùng lên. Vụ chuyến bay giải cứu cũng hứa hẹn nhiều vụ án khủng nữa. Vụ án Vạn Thịnh Phát đang là vụ án lớn và cam go. Càng ngày người ta càng thấy vụ án Vạn Thịnh Phát phức tạp một cách hết sức khó hiểu và dường như nó còn liên quan đến nước ở phương Bắc. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng cho đánh mạnh vào Vạn Thịnh Phát. Như vậy có rất nhiều kế hoạch mà ông Trọng đã quyết và ông hành động theo những gì ông quyết. Đôi khi thông tin mật vẫn được tuồn ra ngoài nhưng đa phần là những người dân không biết, thậm chí cả những người bị đưa lên thớt vẫn không hề hay biết. Vậy nên chuyện ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chưa bị phế truất cũng chưa chắc gì ông giá vững. Có những nước cờ ông Trọng đi mà không ai biết. Nếu ông để cho mọi người biết thì e là sức mạnh của ông cũng không được duy trì như hiện nay.